Hai mình là sau đây mình sẽ chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, giới thiệu các bạn đây. Ngày hôm nay mình mới thu thập được một cây xúc xích nặng 1 kg. Chà bá lửa luôn nè các bạn ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình mới thấy cây xúc xích bự chà bá như thế này nè các bạn. Hôm qua thì tình cờ mình đi siêu thị lướt ngang, mình mua đồ về làm clip cho các bạn xem. Thì đây mình thấy nguyên một cây xúc xích chà bá lửa, cho nên mình quyết định mình mua về mình ăn thử luôn nha các bạn ơi. Nó bự hơn cái cụ tay mình nữa nè các bạn ơi. Nó bự bằng cái bắp giò của mình. Sáng sớm thì tiểu bim bim lắm rồi. Bim bim rồi, nó tắm rồi các bạn ơi. Sáng sớm thì nó không có biết lạnh các bạn ơi. Dạo này nó lạnh, trời lạnh lắm luôn á. Mà chị ta sáng nào chị ta cũng nghe mình ở dưới mương hết trơn á. Trời ơi, chị ta bơi một cách thông thả lắm luôn các bạn ơi. Mày điềm tĩnh quá vậy tiểu bim bim. Tiểu bim bim ơi, mày đâu rồi? Bim ơi, đi ăn nào. Ăn này không bim bim thôi. Ăn cái xúc xích bành chà ná không? Xì xì, ối lộn, bim 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 bim. Ăn không bim 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 thôi. Mà mẹ nói luôn đi mày. Tao đi đây. Tạm biệt tiểu bim bim. Ok các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ nướng nguyên cây xúc xích chà bá lửa ngay tại cái bếp này luôn nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ dọn than ra. Đây là than đốt nè các bạn. Đây các bạn ơi, giờ mình sẽ đi chặt một cái nhánh tre để mình xiên cái cây xúc xích bự của mình qua để nướng nha các bạn. Đây, sáng sớm thì nước ở dưới sông nó ngập tràn luôn nè các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ chặt cái cây này nha. Ok các bạn ơi, mình đã có được một cái cây như thế này. Đó, xiên cây xúc xích qua để nướng rồi các bạn ơi. Đây vô. Đây vô, đây cây xúc xích của mình này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Ồ, nó rất là bự luôn bà con ơi. À, wow. Phía bên trong của nó này các bạn ơi. Wow. Cái màu nó không có đậm giống như bằng cây xúc xích nhỏ nhỏ, nhưng mà nó có màu hồng hồng à. Wow, xé một cách dễ dàng luôn. No, wow, quá dữ luôn rồi các bạn ơi. Xúc xích chà bá lửa luôn nè các bạn ơi, nó có màu hồng hồng như thế này nè, khá là lạ luôn. Giờ mình sẽ lấy cái cây này nè, mình sẽ xiên nó qua nha các bạn. Mình đã rửa sạch rồi, xiên nó qua nha chị em. Nó to quá các bạn ơi, khó cầm quá. Quá xá cái chặng cây xúc xích này của mình rồi các bạn ơi. Trời ơi, như cái chài năm tiêu vậy. Thôi bây giờ mình sẽ đem đi, nó đem đi nướng nha các bạn. Ây da, mình sẽ bắt đầu nướng nha các bạn. Các bạn ơi, nướng một hồi thì mình thấy cây xúc xích nè, cái màu nó không được đẹp cho lắm, cho nên mình quyết định chạy vô nhà mình lấy nguyên hũ sa tế mình đổ ra chén nè. Giờ mình sẽ phớt lên cây xúc xích nướng cho nó đẹp nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ thoa đều ra cây xúc xích nha các bạn. À, nó lên có màu lên thì nó đẹp hơn nè các bạn ơi. Hey!
Mệt mỏi quá Bim Bim ơi, ngày hôm nay tao sẽ cho mày ăn một cái món mà ta nói là phải tập tạ mới cầm nổi đó Bim Bim à. Đố mày biết đó là gì đó tiểu Bim Bim. Thì đây bây giờ tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng nghe Bim Bim. 2 tháng qua tao đã tập tạ rồi, bây giờ tao mới ginh nổi cái này cho mày ăn nè Bim Bim. Mày thấy cái gì chưa tẻo Bim Bim? Cái này nó bự còn hơn chỉ Bim Bim nữa nè ha. Mày mà lì ha, tao sẽ quýnh mày cây bằng cây xúc xích này nghe tẻo Bim Bim. Từ gà vậy sao mày có lì nữa không hả tẻo Bim Bim? Nếu mà mày lì ha, tao sẽ lấy cây xúc xích này tao quýnh lên đầu mày. Mày nghe rõ chưa tẻo Bim Bim? Bị sợ chưa? Bị sợ chưa tẻo Bim Bim? Thôi đó, ngày hôm nay tao nướng hai sa tế nè, mày thấy thơm không? Thơm phức chứ gì, đố mày cạp được á Bim Bim. Nó bự gấp 100 lần cái xúc xích mỗi ngày mày ăn luôn á Bim Bim ơi. Wow, nhìn mê mê không? Quá là đã luôn nè. Mày ha, tao sẽ tưởng tượng mày như cái trái banh lông ha, tao sẽ quấn mày ha tẻo Bim Bim. Bữa nay nó thấy cái xúc xích bự quá nó không dám hó hé các bạn ơi, chứ thường ngày thôi nó nấu chơi lại mình rồi. Mày nghe rõ chưa? Thì bây giờ tao mày sẽ thưởng thức hay tiểu Bim Bim. Quá sẽ đã rồi. Ăn này mình phải còn có rau xì lách đây kèm nói Bim Bim ơi. Ôi cái này không có được rồi. Mình phải có cái gì tạm bợ nó lại. À, gác lên cái vai của mình đi. Đây nè, tao chuẩn bị nguyên một bịch xì lách luôn Bim Bim. Đó. Quá sẽ dữ rồi Bim Bim ơi. Ăn xúc xích là phải gác lên cái vai như thế này nè, nó mới chắc chắn được. Ồ, quá trời xì lách luôn nè. Mê mê không? Mê mê rồi. Ồ. Nguyên cây và ăn cho nó phê nha các bạn. Ê, mình phải giọng nó xuống Bim Bim ơi, thôi nó tuột. Ơ, trời trời trời, thôi nó hơi bị lố rồi Bim ơi. Mình sẽ chấm nguyên cây vô cái chén muối ớt siêu cay luôn nha các bạn. Đây xin mời các bạn nha. Trời ơi, nước miếng nó chảy lè thè rồi Bim ơi. Thôi xin mời các bạn nha. Hả? Wow, nước phơi nó đã gì đâu á. Không biết gì hết. Quá sát chẳng mày Bim Bim ơi. Đây mở miệng luôn. Phía bên trong này các bạn ơi, nó hồng hào lắm luôn. Ăn miếng xì lách vô mới được. Da mình rửa nó hơi bị ướt. Quá đã rồi Bim ơi. Quá sát cái chặng xúc xích này à. Cái xúc xích nó bự còn hơn cái mặt Bim Bim nữa các bạn. Ăn miếng nó nghe Bim Bim. Quá phê. Ở phía bên trong nó sắn 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 sắn. Nè hỏi Bim Bim, ngon lắm luôn. Thôi để tao cho mày ăn ha. Ngon. Nó vừa mềm vừa thơm. Thơm đậm vị xúc xích. Wow. Mình đã có cái chỗ để mới cây xúc xích rồi các bạn. Để về ăn nó tiện lợi luôn á nè. Rất ngon Mim ơi. Lần đầu tiên mình quất được cây xúc xích bự như thế này nữa các bạn. Ngon nhất cái nách. Mời các bạn nha. Phải có rau thì nó mới xuất sắc. Ngon được. Nó ngon lắm luôn á. Nó sợ rồi các bạn ơi. Nó sợ. Mình lấy cái xúc xích mình quạ lên đầu nó sợ rồi. Lần đầu tiên Bim Bim thấy cái xúc xích bự vậy phải không Bim Bim? Công nhận. Nó phê quá. Quá sát cái trận này các bạn ơi. Xin mời Bim Bim uống nước. Wow. Cho nuốt nước thấm vị cái nghe các bạn. Đó mê mê cho chị Bim Bim. Thôi bây giờ tôi sẽ cắt cây xúc xích này cho chị ăn nghe chị Bim Bim. Chúng ta phải nhận nội công thâm hậu.
Ây dồ, tôi sẽ cắt xúc xích cho chị ăn này chị Bim Bim ơi. À, thật là điêu luyện. À, giống đầu bếp nước ngoài cho Bim Bim. Wow, chúng ta phải biểu diễn như thế đó chứ. Chúng ta hãy để xuống à, rất là tiện lợi luôn các bạn ơi. Ôi da, dẹp con dao này đi. Đây, xin mời chị Bim Bim ăn xúc xích. Wow, hôm nay chị ăn xúc xích khổng lồ các bạn ơi. À, xin mời Bim Bim ăn xúc xích khổng lồ. Này Bim Bim, này Bim Bim, này Bim Bim ăn xúc xích đi Bim Bim. Wow, Bim Bim bám phá cái xúc xích khổng lồ các bạn ơi. Này Bim Bim, wow, chị mê hả chị Bim Bim? Quá phê rồi. Ô chị Bixi nó kìa, đại chị chứ nhầm Bixi. Bixi Bim Bim ăn, trời ơi, bà ăn cái xúc xích khổng lồ các bạn ơi. Này Bim Bim, wow, phê phê chưa Bim Bim? Rồi, xin mời chị ăn miếng xì lách. Ờ, chị không chịu các bạn ơi. Đây nè tiểu Bim Bim. Nè, chị hay ăn đây chị Bim Bim. Bà ngán rồi các bạn ơi. Nè, bánh Bim Bim. Wow, mình phải nhảy ra chị mới ăn các bạn ơi. Tại vì nó bán quen cái hơi miệng mình rồi. Nè Bim Bim. Nè Bim Bim. Trời, bà ngại ngùng và thẹn thùng các bạn ơi. Các bạn hãy chờ mình lau tay xíu nha. Quá xá đã luôn các bạn ơi. Nói chứ cái cây xúc xích nãy giờ mình cắn cho các bạn thèm, bây giờ mình sẽ cắt cho phân nửa các bạn. Chừa cha mẹ mình phân nửa nha, hơn phân nửa đi. Ăn nãy giờ nhiều lắm rồi các bạn ơi. Bây giờ cắt vậy nè, tại vì trên hồi nãy mình cắn rồi. Cho cha mẹ mình thưởng thức thử cây xúc xích bự nha các bạn. Đó. Chứ hồi nãy giờ mình cắn rồi, giờ mình cắt thỏ cái phần cắn nha. Mình sẽ ăn cái phần trên thôi, cái phần nào mình sớm giờ mình cắn á. Còn hoàng nguyên si này mình sẽ chừa cho cha mẹ mình. Đây nè các bạn. Ồ, hơn nửa cây. Bim Bim mẹ ăn no nê phải không? Giờ tới lượt đại ca ăn lại nha. Bây giờ nó hơi bự á, phải lấy cái giò kèm lại Bim Bim. Đây nè các bạn ơi. Wow. Ngon. Trái da mình nướng ra nó dai dai. Nó giòn giòn. Rất là tuyệt vời. Để mình lấy miếng xì lách, mình cuộn nó lại. Dạ. Sẽ cuộn xúc xích nha các bạn. Nè. Vậy nó mới phơi nè, chấm nước chấm siêu cay. Đó, mời bạn nha. Ngon nhất luôn á. Mời bạn nha. Ngon. Ngon lắm đi mà. À, mày ăn đi. Trời ơi, dữ liệu các bạn ơi. Làm dơ tay mình nữa rồi. Ăn cái này đi lau tay luôn. Này chị Bixi ơi, nè, ăn đi Bixi. Wow, ngon lắm Bixi. Trời ơi, chị nuốt trọng luôn rồi các bạn ơi. Sợ mày luôn Bixi ơi. Nói cho nó nghe các bạn. Nè, ôi trời trời trời, cái chị này hú hồn. Chưa có trận nào mặn xúc xích đã như lần này. Tuyệt vời. Ngán quá các bạn ơi. Chưa lần nào mình ăn cây xúc xích to bự cho bá như thế này. Lần này đã thỏa mãn cái cơn thích ăn xúc xích của mình nè. Mình rất là thích ăn xúc xích luôn các bạn. Hôm nay mình chơi cây chà bá này là tôi nói ngán một tháng. Bây giờ mình sẽ đem nửa cây này vô nhà để cho cha mẹ mình thưởng thức thử nha các bạn. Cho cha mẹ mình biết được cái mùi vị của cây xúc xích khổng lồ như thế nào. Còn Bim Bim với mình á, ăn tràn bắn họng luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái clip ngày hôm nay của mình nha. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với lại tiểu Bim Bim thúi để cố gắng hơn nữa nha các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Trời ơi, cái chị Bim Bim này làm tao quê hết sức hả. À.